Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi thay nhớt xe. Không có đi ra đường, bữa nay đi ra đường. Thì hôm gài mình ở nhà cách ly cho nên mình không có được đi ra đường. Mấy nhân viên họ vẫn đang làm việc các bạn ơi. Bữa nay thì mình sẽ đi thay nhớt tại vì chiếc xe của mình nó đã 9.768 mai rồi. Thì 9.605 mai mình phải đi thay nhớt mà bây giờ nó lên tới 9.700 rồi cho nên mình phải đi thay các bạn nhé. Bây giờ ngoài trời thì rất là lạnh luôn, có 44 độ F thôi à. Là tầm 1-2 độ C. Bây giờ mình đi nha các bạn. Trong khi chờ đợi máy thì nóng thì mình sẽ đi. Bữa hôm nay trời đang ấm, mấy tuần trước trời đang ấm, tự nhiên bữa hôm nay trời lạnh nè. Ok, lên đường. Hôm kia họ xây nhà đó các bạn, nên xe nó đậu tứ lung tung. Chứ bây giờ mình đi để mình cho các bạn coi một ngày đi thay nhớt xe như thế nào nhé. Wow, lạnh quá. Thì mình xuống mình đút cái thẻ của mình vô, xong rồi mình bấm xăng mình chọn, rồi mình cho nó tự chạy. Khi mà nó chạy đầy bình nó sẽ tự động tắt các bạn nhé. Thì bữa hôm nay xăng chỉ có 1.69 thôi, quá rẻ luôn các bạn. Hồi mùa hè thì xăng nó lên là 2.09, 3 đồng mấy. Bây giờ xăng nó xuống là 1.06 các bạn nhé, rất là rẻ luôn. Bữa hôm nay là coi như là ở bên Mỹ là vẫn còn là cấm túc, cho nên mình không có được ra đường các bạn ơi. Bây giờ thì mình ngồi đây mình đổ xăng.
Ok các bạn ơi, nó tự động tắt rồi, vậy cái anh. Ok, như vậy là xong, mình mới đổ xăng xong, thanh toán tiền bằng thẻ luôn, khỏi mất công phải đi giật chồng. Thời buổi của công nghệ. Bây giờ thì mình sẽ đi. Bây giờ mình hôm gần mình chưa có ra đường, cho nên bữa hôm nay mình sẽ ghé tiệm nail của mình một cái các bạn nhé. Để mình đi lấy thư ghi ra. Hôm gần mình chưa có ghé tiệm nail. Đổ một một đổ bình xăng 14 ga lông mà có 24 đô la các bạn, 14 ga lông. Ok, bây giờ lên đường.
Thì các bạn cũng đã thấy là ở bên Mỹ đi mua xe hơi nó rất là dễ. Các bạn chỉ cần lấy theo tiền đặt cọc là các bạn có thể lấy được xe về. Và mỗi một tháng các bạn cứ trả tiền đúng như vậy thôi. Thì ở bên đây là nguyên một dãy Hyundai Palisade của mình. Thì Hyundai Palisade nó có ba loại, loại rẻ tiền, loại giữa và loại mắc tiền. Thì cái loại của mình là top nhất các bạn nhé. Còn bên kia là Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson. Bây giờ để mình đi vòng vòng mình coi đi, tại vì còn hơi sớm các bạn ha. Ngoài ra thì ở đây mình thấy một chiếc xe rất là đẹp, cho nên mình sẽ tới đây mình quay cho các bạn coi. Một chiếc xe. Ồ, cái chiếc xe này là chiếc xe của Chevy Camaro. Để coi chiếc xe này nó bán bao nhiêu tiền các bạn. Cái chiếc xe này là xe đời cũ nha các bạn. Trời, chiếc xe này nó bán 39.000 đô la, 600 triệu. Cái xe này đã có người xài rồi. Đây là pre-owner, xe này là xe cũ các bạn nhé. Thì để coi nó ghi là gì đây. Chiếc xe này đẹp quá. Cái này là Stingray, cái này là Stingray các bạn. 36.000 đô la. Chevy Corvette. Chiếc này có 36.000 là các bạn thấy có đáng không? Để mình đi mình trade chiếc xe kia của mình vô lấy chiếc xe này mới được. Mình có thể đeo chiếc xe của mình vô, mình đổi chiếc xe này để đem về các bạn ơi. 36.000 chứ như chiếc xe của kia của mình là cũng gà 40.000 rồi. Tại vì chiếc xe này là xe đời cũ á, chiếc xe đời mới nó tới năm mấy 60.000 luôn. Ok, bây giờ mình không thấy chiếc xe nào đẹp cả, cho nên mình sẽ đi vô dealer. Đi vô dealer để đi vô trong kia để coi mấy chiếc xe sang nó đậu trọng nhé. Thì cái chiếc xe của mình là 51.000. Mình mới có đặt cọc có 5.000 thôi à. À, mình đậu đó. Bây giờ đi vô hãng xe để thông báo cho họ biết là mình tới rồi. Ok, vô đây cái nè. Ok các bạn ơi, thì mình đã đậu xe ở trong gara rồi. Thì bây giờ mình sẽ xuống, mình sẽ nói họ là mình có hẹn nhé. Hello. I'm going to tell you. I have a appointment for oil change at 11:30. Bây giờ mình sẽ đưa chìa khóa xe cho mấy người này nha các bạn. Thank you. Ok, thank you. Thì bây giờ họ kêu mình vô văn phòng ngồi các bạn ơi. Ok. Sau khi mà mình ký giấy tờ xong rồi thì họ sẽ sửa xe cho mình tầm 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Bây giờ thì mình sẽ đi vô phòng này mình đợi các bạn nhé. Thì ở trong đây cũng có rất là nhiều người đợi, nhưng mà mình phải giữ khoảng cách là 6 feet. Ở đây thì có cà phê nè, nước ngọt nè, nước lạnh nè, tất cả đều miễn phí hết thì các bạn có thể uống. Ở chỗ này thì hơi đông người cho nên mình sẽ không ngồi ở đây, và mình sẽ đi vòng vòng để mình quay xe cho các bạn coi nhé. Thì đây là dealer Hyundai. Dealer thì nó có rất là nhiều dealer các bạn, chẳng hạn giống như là cái dealer này nó là dealer của Hyundai, nhưng mà cái ông chủ của nó là Navaton. Còn nó có gọi là Saint Louis dealer, nó có đủ thứ chưa. Thì mình sẽ đi xuống mình coi chiếc xe đẹp đẹp đằng kia đi các bạn ơi. Mình thích mấy cái chiếc xe mà mấy cái màu này nè, mấy cái màu vàng. Chiếc xe này là chiếc xe gì đây? Đây là chiếc xe gì đây? Mình thấy chiếc xe này nó đẹp quá các bạn.
Đây là chiếc xe Hyundai Sonata. Bây giờ để mình đi vô trong mình ngồi các bạn nhé. Đi vô. Chiếc xe này có giá là Hyundai Sonata 2020. Đây là chiếc xe cái giá của nó là 28.700 đô các bạn ơi. 28.700 đô. Thì bây giờ để mình vô mình coi chiếc xe này nó có cái gì mà 28.000 đô la nhé các bạn. Wow. Mới bước vô trong thì mấy chiếc xe Honda này cái nội thất của nó giống như là cái nội thất của chiếc xe của mình vậy đó. Tất cả đều giống nhau, không có gì khác biệt cả. Ok. Thì mấy cái nút gear shift này cũng là tự động luôn, giống như là chiếc xe của mình, nó không gì khác cả. Bây giờ nó có mấy cái nút ở đây nữa, hai cái đồ đựng ly, mấy cái cổng USB charger. Một cái màn hình rất là đẹp luôn. Mình thích mấy cái màn hình bự này. Ghế da màu đen. Ở sau thì cũng rất là rộng rãi, thoải mái. Cái trần nó hơi thấp các bạn. Cái trần thì nó thấp hơn cái xe khác. Cái chiếc xe Toyota Camry á thì cái trần nó cao hơn. Cái chiếc xe Toyota Camry nó bự hơn. Nhưng mà giá nó cũng bằng. Chiếc xe Santa Fe này, Sonata này nó hơi nhỏ các bạn nhé. Ồ, một em nhân viên bán hàng rất là bốc lửa. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi qua coi chiếc xe khác. Mình sẽ đi coi chiếc xe sang nhất ở đây là chiếc xe Genesis, cái chiếc xe hiệu của là cũng là của Honda luôn, nhưng mà nó gọi là Genesis. Chiếc xe này 60 mấy ngàn các bạn nhé. Wow, chiếc xe này làm gì mà mắc dữ vậy ta? Có mấy bạn hỏi mình cái lần này là để làm gì, thì ở bên Mỹ á, khi mà các bạn đậu xe mà trời tuyết á, nó sẽ đóng lên cái kiến của các bạn và nó sẽ rất là cứng, thì mấy cái đường này nó là cái đường sưởi, nó sẽ làm cho tuyết nó tan. Ok. Wow, cái xe này nó sang quá các bạn ơi. Chiếc xe này gọi là Genesis. Để mình coi giá của cái chiếc xe này bao nhiêu tiền nhé. Wow. Các bạn nhìn nè. Mẫu gọi chiếc xe này nó sang giống như là xe Bentley đó. Ok. Bây giờ để mình coi cái giá là các bạn hết hồn luôn. 59.000, trời, cái chiếc xe này bằng chiếc xe bự của mình. Cái chiếc xe này nó bự bằng chiếc xe của mình luôn các bạn ơi. Bây giờ để mình đi vô ngồi xe sang đây. Họ lâu quá mình không có ngồi chiếc xe nào mắc tiền như vậy. Mình thì khi mà mình bước vô trong thì mình thấy cái nội thất ở đây nó cũng rất là đẹp các bạn. Nó có một cái ghế da, nó có một cái miếng da riêng ở ở đây, nó có một cái gọi là nhựa nhựa đặc biệt. À, bên đây thì nó có mấy cái nút bấm. Wow. Ở đây nó có một cái loa, nó nhìn nó sang hẳn là mấy cái xe khác các bạn ha. Ồ, cái ghế này nó còn đặc biệt các bạn, nó có một cái đồ tách ra riêng nữa nè. Wow, sang quá trời. Để mình vô đây mình ngồi chiếc xe 59.000 đô la. 50 trời. Ở đây cái xe này nó không có cái cần số điện tử giống như chiếc xe khác, mà nó cần số gạch tay các bạn, gạch lên gạch xuống. Nếu mà chiếc xe này mà nó làm cái đồ bấm điện tử nó thì nó nhìn nó sang hơn các bạn nhé. Ở xe này nó có một cái sunroof. Ok. Trời, chiếc xe này nó cái màn hình nó thì nó hơi nhỏ. Cái màn hình này nó thuộc cái loại là cổ lỗ sĩ các bạn. Bây giờ mấy cái màn hình kia là người ta đưa ra không đẹp hơn, cái màn hình nó thụt vô nó làm giống như hồi xưa vậy đó, cho nên mình không thích cái màn hình này. Ở đây nó có một cái đồng hồ nhỏ xíu nữa của hiệu Genesis. Chiếc xe này nó làm theo kiểu cổ điển. Ở trong thì nó cũng không có rộng rãi cho lắm. Nó có một cái sunroof, hai cái sunroof. Nó làm cho chiếc xe nó thoáng, nhưng mà chiếc xe này nó mắc quá các bạn, 50 mấy ngàn, nó hơi mắc so với cái giá của nó các bạn. Wow, các bạn nhìn nè. Wow. À. 59.000 một chiếc xe này nó hơi mắc so với giá của nó các bạn nhé. Mình bỏ tiền ra mình mua chiếc xe Camry nó còn sướng hơn chiếc xe này. Ồ, ở đây nó có một chiếc xe màu đen nữa cũng là của Genesis luôn. Chiếc xe này bao nhiêu tiền đây? Chiếc xe này rẻ hơn, chiếc xe này có 52.000 thôi. Cái này là 2019, mẫu 2019. Ồ, cái chiếc xe này cái màn hình của nó nằm ở trên các bạn. Ồ, các bạn nhìn nè. Mình thích mấy mấy cái da mà họ mai như vậy nè.
họ mài như vậy nhìn nó đẹp hơn. Ở bên đây thì với cái ghế da này nó nhìn sang hơn cái ghế da bên kia các bạn. Cái ghế da này nó nhìn sang hơn bên kia. Bây giờ mình đợi một tiếng đồng hồ cho nên mình đi vòng vòng. Thì cái chiếc xe trên nó xịt này á, cái màn hình của nó đưa lên, mình thích cái màn hình như vậy hơn các bạn. Nó nhìn nó hiện đại hơn chút xíu. Cái màn hình của cái chiếc xe kia nó để vô nó nhìn nó rẻ tiền. Nhưng mà cái chiếc xe này nó không có cái đồng hồ các bạn. Coi bộ là cái chiếc xe này nó tăng tiến hơn chiếc xe bên kia. Còn nó có thắng điện tử nữa. Ok. Chiếc xe kia thì nó không có. Mà chiếc xe này rẻ hơn 2.000. Ok. Bây giờ mình đi coi xe không? Ở Mỹ mà mình thích xe nào thì mình vô mình ngồi thôi, họ không có nói gì chứ. Còn cái chiếc đó là cái chiếc xe Hyundai Palisade của mình. Đó. Chiếc này là Hyundai Tucson. Cái chiếc này không biết có gì khác với chiếc Palisade của mình không? Cái chiếc này thì nó nhìn nó cũng giống như chiếc Palisade của mình nhưng mà nó không có nhiều option. Venue Hyundai Venue. Ok, bên là Hyundai Venue SE. Shichu. Thì ở đây chỉ có hai chiếc xe này là mắc tiền nhất, là Genesis 50 mấy nghìn một chiếc. Lại ở cái chiếc kia là 50 mấy nghìn một chiếc thôi. Còn mấy chiếc này cũng rẻ, 20 mấy nghìn một chiếc, 28 nghìn một chiếc. Xe mà nó rẻ quá các bạn. Mình coi bộ mình thích chiếc xe này nha. Xe sang đó các bạn ơi. Ok, thì ở đây nó có rất là nhiều loại thay nhớt. Nó có schedule 1, schedule 2, schedule 3 và schedule 4. Thì cái loại thứ nhất là 79 đồng 99 đô la cho một cái bình thường. Nhưng mà nếu mà mình xài cái loại dầu với lại cái bò thay cái độ lọc dầu luôn đó là 89 đô la. Còn không thôi mình xài cái loại thứ hai thì họ sẽ có nhiều hơn. Họ sẽ thay cái cần quạt nước cho mình hay là mấy cái check mấy cái cục pin của máy. Thì cái loại này nó sẽ lên tới 199 đô la và 299 đô la. Còn cái loại thứ ba đó thì 399 đô la hay là 429 đô la. Và cái loại thứ năm là 489 đô la và 519 đô la. Thì chiếc xe của mình còn đang bảo hành cho nên mình không cần phải trả tiền các bạn nhé. Thì ở đây nó ghi nè, thay nhớt oil filter chain á là 39 đô la. Còn nếu mà thay nhớt và oil chain mà với lại thay cái filter luôn á thì là 49 đô la. Nhưng mà nếu mà mình xài dầu mà gọi là synthetic á, là dầu xịn á, thì nó lên tới 69 đô la. Cái này là thay nhớt thôi nha các bạn. Còn mình muốn thay cái khác giống như là rửa xe là 12 đô la, hay là make a star hay là chart system á, là 49 đô la, hay là mình thay bánh xe rotation á, là 29 đô la hay là 59 đô la. Ok. Còn bữa hôm nay là mình thay rotation with ba len là 59 đô la, với cái này tổng cộng là 39 đô la nữa, là tổng cộng bữa hôm nay mình thay nhớ gần 99 đô la, nhưng mà bữa hôm nay mình được miễn phí tiện các bạn nhé. Ok. Thì ở đây là nó có rất là nhiều giá. Nãy giờ ngồi cũng cả tiếng đồng hồ rồi các bạn ơi, mà xe mình chưa xong nữa, tại vì họ phải thay nhớt xong rồi họ phải thay bánh xe nữa, thì họ sẽ đem hai cái bánh xe đỡ đằng sau, họ đem cái bằng trước và họ đem hai cái bánh xe đỡ đằng trước ra đằng sau và họ ba lên nó, họ căng bằng nó. Thì theo như họ nói là giống như là họ làm như vậy là để cho cái bánh xe mình nó đều với nhau, tại vì mình chạy cái bánh xe đằng trước và cái bánh xe đằng sau mình thắng nhiều quá thì cái bánh xe ở đằng sau nó sẽ mòn, cho nên họ sẽ đem đằng trước và họ đem cái bánh xe đằng trước đằng sau ra, như vậy thì hai cái bánh xe nó sẽ bằng, nó sẽ mòn bằng nhau và chiếc xe mình nó không bị nghiêng các bạn nhé. Thì bây giờ mình ngồi mình đợi họ, mình đợi cho tới khi họ xong thì họ sẽ gọi mình và mình sẽ coi thế nào nhé. Are you documenting something? No, just YouTube. Oh, you YouTube? Yeah. Oh, okay. Just, you know, fun. Sign it to you, Tommy.
Okay, thank you. Nice. You're a YouTuber? What yeah. do you want to talk about? Just my daily life. Just your daily life? Yeah. Okay. All so, right. Yeah. Here you go. Thank you. Thank you. Have a good day. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình đã xong rồi, bây giờ để mình đi lấy xe rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn coi nhé. Yes. Thì bữa hôm nay mình đã xe. Yeah, xe mình hồi đậu ở đằng đó. Thank you. Ok, thanks. Theo cái này, hồi đậu gì sao mình lại dìa ra được các bạn. Ok. Thì để mình vô xe đã nhé. Thì họ ghi ở đây là tên tuổi địa chỉ của mình, họ đã sửa cái gì, thì tổng cộng giá tiền là bao nhiêu họ đều ghi ra cho mình biết hết. Nhưng mà họ không tính tiền tại vì xe của mình là bật bảo hành, thì mình sẽ còn được đi thay nhớt vài lần nữa và đi thay rotation nữa. Bây giờ mình sẽ đề máy xe lên các bạn nhé. Đó, thì tất cả mọi thứ trong đây họ đều ghi ra giá tiền giống như hồi nãy mình đã đọc cho các bạn coi. Nhưng mà cái total của mình là họ sẽ ghi là 0 đồng các bạn nhé. Như vậy thì bữa hôm nay mình được sửa miễn phí. Thì ở đây họ có dán một cái số mới, có nghĩa là tổng cộng là 110.000. Ủa? 10.000, ok. Thì bây giờ cái xe của mình là 9.800 miles, thì tổng cộng cái ngày sửa tiếp theo của mình đó chính là ngày 17 tháng 7 năm 2020, ok. 10.000. Ok các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi về, như vậy là kết thúc một chuyến hành trình nhé các bạn. Ok, bây giờ tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau nhé. Ok, bây giờ đi về. Các bạn đợi mình xíu nha, hình như họ đóng cửa không có xét. Ok các bạn ơi, thì họ đóng cửa không có xét cho nên chiếc xe mình nó kêu. Bây giờ mình lại đi tiếp. Họ mới update một số phần mềm trên máy của mình. Ok, bây giờ đi nhé các bạn.